Hello nhà tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình có dịp qua thị trấn Phú Xuyên. Thì Hello, chào các Phú mọi người. Xuyên là một thị trấn ở À, thuộc huyện Phú Xuyên, thành phố à Hà Nội, tôi Việt chào anh. Nam. Thị trấn Phú Xuyên có diện tích là 6,98 km² Chào chị. với dân số năm 1999 là Ok. 9.685 người. Mật độ dân số đạt 1.388 người trên km². Rất to. Thị trấn Phú Xuyên được thành lập ngày 6 tháng 9 năm 1986 căn cứ theo quyết định của số 103 quy định HD BT của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ. Thị trấn Phú Minh được tách ra từ xã Văn Nhân, diện tích tự nhiên là 121,65 hecta, dân số là 1.490 hộ với 5.545 khẩu. Về quản lý hành chính gồm 5 tiểu khu: tiểu khu Phú Thịnh, tiểu khu Phú Gia, tiểu khu Đường, tiểu khu Giấy, tiểu khu Cơ khí. Vị trí địa lý thì thị trấn Phú Minh nằm ở phía đông bắc huyện Phú Xuyên, phía bắc và tây giáp với vạn điểm Minh Cường, Thường Tín, phía đông giáp với sông Hồng và Đông Ninh, huyện Khói Châu, Hưng Yên, phía nam giáp với xã Văn Nhân.